Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với giao lộ thời gian trên FPT Play. Và chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ có chủ đề là Vất ánh trăng son. Việc tạo ra sự sống trên trái đất của chúng ta. Cô ấy là ai thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Mỗi một số ghi hình của chúng tôi nó tựa như là một dàn nhạc vậy. Nhưng mà nếu như để cho tất cả mọi thứ vận hành một cách trơn tru thì phải cần rất nhiều là cái khả năng từ biên tập về kịch bản để làm sao mọi thứ diễn ra theo đúng một kịch bản thống nhất trước. Rồi sau đó thì từ MC cho đến biên tập, cho đến các bạn camera, các bạn đạo diễn hình, vân vân, tất tật mọi người đều phải tương tác cùng với nhau, làm sao phối hợp với nhau để hàng trăm con người như vậy cùng phối hợp nhịp nhàng tạo ra những cái sản phẩm tốt. Khi mà những người nghệ sĩ họ biểu diễn thì họ đòi hỏi rất nhiều những cái yếu tố liên quan đến cảm xúc. Vẫn là bài hát đấy, có thể họ đã tập luyện rất lâu rồi, nhưng vào đúng cái thời điểm quay hình, làm thế nào để họ có được cảm xúc thì điều đấy phải dựa rất nhiều với ekip. Từ cách chúng ta làm việc làm sao để họ không bị những cái phiền nhiễu và không bị cái những cái gọi là mất tập trung để mất cảm xúc. Rồi làm sao chúng ta biết cách động viên họ, rồi làm sao chúng ta biết cách để khiến cho người nghệ sĩ dù là quay hình ở trong một trường quay, họ vẫn thăng hoa được như là đang biểu diễn ở trong một cái sân khấu lớn. Thì điều đấy là phải nhờ vào cái khả năng làm việc thầm lặng của cả một ekip phía sau. Chúng tôi sẽ cố gắng làm thế nào đấy để làm một cái bệ đỡ, một cái sân khấu, một cái nền tảng để cho những người nghệ sĩ, khách mời của chương trình, từ ban nhạc cho đến các ca sĩ được thăng hoa hết mức có thể. Hàng đêm là đêm bàn ngó, chứ ăn theo là theo mô hàng, hàng chè sân từng.